Thank you.
sơn sửa cái gì. Ông ơi, hình như ngược rồi sao ấy ạ? Cái móc phải ra ngoài. Móc phải ra ngoài ạ. Đấy. Tay trái. Thôi, mày cái cháu nó làm hỏng rồi. Nó làm nào. Chị đi mai mua cái khác. Biển của Quy Nhơn FLC cực kỳ đẹp nha các bạn. Sạch này, nước trong, cát cũng mịn nữa. Xong rồi kiểu vắng ấy, rất là thích. Sóng buổi chiều thì cũng không to lắm, nhưng mà cũng thoải mái để tắm. Đây, hai ông cháu đang bơi xa xa kìa. Thấy thằng mặc áo phao màu da cam. Vâng. Con không có máy ảnh. Con chỉ có máy quay thôi. Chỉ có máy quay thôi, không phải máy ảnh. Kìa lại lên này. Kì. Đào thông minh nhỉ. Xem tí nữa thành cái gì nhá. Đi không? Đi nhà đồng.
Tại sao không thích bơi bể mà chị thích bơi biển? Không bơi bể. Bể đâu có sâu đâu. Biển nhiều sóng còn nguy hiểm hơn. Này này. Bơi phát cho máu lửa luôn à.